Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại và đang xem livestream trong buổi tối ngày hôm nay. Và ở lần này thì Khải tiếp tục anh Evan của mấy chủ Đại Gia Sơn, trang chủ Công Thành Chiến Sư .com. Đây là Evan thu thập lồng đèn anh em. Và sau khi Khải anh Evan tiền xu á thì được 3 tỷ hơn anh em, được 3 tỷ kinh nghiệm á thì Khải được khoảng hơn 150 cái lồng đèn á. Thì cái lồng đèn này thì cũng tiếp tục anh Evan ở Nam Nhật Trắng để lấy kinh nghiệm cũng như là vật phẩm nha anh em. Thì ở lồng đèn thường thì Khải chưa ăn. Tại vì lồng đèn thường thì chúng ta phải ăn Evan thường á, nhưng mà Khải chưa ăn nên là cái này coi như không nói đến nha anh em. Đây, chúng ta còn để ý đến đó là lồng đèn đặc biệt này. Thì nguồn gốc thì sau khi Khải ăn Evan thì ở video trước á, Evan su á mà có dự đoán tặng 50k cho anh em á thì sẽ nhận được Evan cái lồng đèn này nha anh em. Và cách thức đổi thì một lồng đèn và kèm 100 xu thì một lần đổi. Đó, cách thức thì một lồng đèn kèm 100 xu để đổi nha anh em. Ok, nên là Khải vừa rồi Khải chuẩn bị 50 lồng đèn á. Phần thưởng lồng đèn bơm bướm, phần thưởng lồng đèn bơm bướm là lồng đèn thường nè. Khải coi lồng đèn thường thì được 10 triệu một lần. Rồi một túi tiền vàng 30 vạn thiên la hán thì tên tinh hồng ngựa tam ít vĩnh viễn. Đó. Thiên hồ thường đặc biệt bắt bảo rương duyên thiên trung quả tu. Đó, cái này thì Khải chưa ăn, cái này là không cần nói đến nha. Cái này là lồng đèn bơm bướm, lồng đèn thường thôi. Lần này Khải anh em mình họ đăng này. Đó. Thì một lồng đèn sẽ được 15 triệu kinh nghiệm mà 50 lồng đèn cho anh em tính này. 50 nhân cho một lần 15 triệu thì Khải sẽ được 750 triệu kinh nghiệm nha anh em, sẽ được 750 triệu kinh nghiệm và sẽ được xác suất một số vật phẩm như là một số vật phẩm chân kỳ chân cát, roi ngựa, đá phát sáng, phong pháo tiềm năng, rồi phong pháo kỹ năng. Đồ nãy mình anh em mình quá nhỏ lâu này, không có một phong pháo tiềm năng, không có một phong pháo kỹ năng luôn, sắp mặt luôn. Chủ yếu mình tìm hai cái này anh em, mình tìm không ra mới đâu đầu chứ. Rồi tiếp tục là dán xe bào 3 ngày, kim cương bào 3 ngày, bắt bảo rương 15 ngày, lỡ bao thiết tháng 15 ngày, thủy tinh, tinh hồng, bạch chân đơn 15, huyết chân đơn, đa số là hạn sử dụng 15 nha. Bí tịch, mật tịch từ quyển 1 đến quyển 5, xác suất sẽ có. Rồi ok, hiểu vấn đề rồi. Rồi anh em cùng di chuyển qua Nam Nhật Trắng đi với Khải này, Khải đổi xu rồi. Đổi xu rồi anh em. 68 5 ca xu nha anh em. Sẽ đổi 5 ca su qua quốc 50 cái được 750 triệu. Khải mới mua bạn Thúy Yên này nên là Khải cũng muốn anh em Vinh Thúy Yên này đỡ lên cấp nè. Lên cấp bốc hạng cho anh em xem. 64. Rồi qua nút thôi. Nam Nhật Trắng. Ba lên hiện nha nè. Anh được gì thì anh em cứ chờ đợi hắn cho vui nha. Đó dạ thôi, nói chung nó đơn giản hơn nè. Rồi tiếp tục. Vô nè anh em ơi. Vô này, nó Khải mở thử được gì nha. Anh em xem ủng hộ một like chơi nha. Nhiệm vụ gia tẩu đến Nam Nhật Trắng. Okay. Nói chung cái Evan này nó cũng tương đối như Evan trước là Evan gì mình quên mất tiêu ta. Evan cũng mở cái này nè anh em, 50 lần á. 50 lần là hên xui nó cũng ra vật phẩm nè. Cái này là còn này là lồng đèn đặc biệt. Lần trước là huy chương, Và lần trước là huy chương chiến công. Đó, còn lần này là lồng đèn đặc biệt. Rồi đổi nha nè, 50 cá nha. Ui, ủa sao có lồng đèn gì mà to vậy. Trời, không cần vô mà sao ô to dữ ta. Sáng cho một ô thôi em, ủa xanh kiểu này chỗ đâu mà chưa. Trời đó coi, chết, kiểu này to này. Trời ơi, cái lồng đèn to, trà bá lửa luôn em ơi. Tiếp tục nha. Mờ, một lần sẽ tốn 100 xu nha em. Một lần tốn 100 xu, từ từ ăn đi em ơi. Ủa, cái này chặt rương ấy. Nút nha em, nút nha. Bộp gì đây, 15 triệu chả có cái gì luôn, 15 triệu kinh nghiệm chả có gì luôn nè. Gì đây, một nến lung linh. Ok, một viên thuốc lắc phải cánh lên, một chiến cổ đầu vậy, gì ra toàn gì từ lương vậy, một kiến thiết là bao. Trời ơi, nuốt không được ở chỗ này à. Ok, chỗ khác. Trời ơi, phi phong 3 ngày khám cả 10 tí nữa cho thằng Duy thôi, cho ngày mười xài thôi. Tiếp tục mở ghép 100 xu nè. Một lần chỉ được 5 cái thôi, đủ ghép nhiều quá không chỗ trước nè, nhiều không chỗ trước. Mở nha, mở chở cái gì vậy, thiên cơ lệnh vãi rồi. Đâu là hắn, là hắn gì đây, phi tóc vãi liền. Tiếp là hắn là bao. Tiếp tục
lần đem cá này mà chứ nó chặt rương lắm, không làm nhiều như lần trước được. Gì đây, chiến cổ gì vậy, cho gì đâu không vậy, trời, Thiên Sơn Bảo Lộ này chứ. Thì tinh này, Evan này tốt hơn em kim anh em. Ui, phi tóc liền liền bài. Lần đem cá nha anh em, ủng hộ một like chơi nha anh em. Video này khai up ngược lại trên kênh cũ nha anh em. Video này khai up ngược lại trên cũ nha anh em, chưa xem hoặc là xem rồi thì có thể ghé ủng hộ một like một view chơi nha anh em. Nhỏ dữ ta, trời ơi, thiếu tháng lỡ bao, thiếu tháng lỡ bao như đây, nến lung linh, thiếu tháng lỡ bao. Thiên Sơn Bảo Lộ Ado ăn 20 cá rồi chưa có gì luôn nè, vãi nồi. 20 cá là bay 2 kim rồi nè. Trời, phụ thân phụ sử dụng à, 7 ngày được đấy. Kiếm vài cái cho anh em trong bang dư dư cũng được nè. Bắt bảo rương Evan mày chạy ra bưởi. Bi tật đâu. Nấn lung linh, vãi lên. Nấn lung linh. Trời ơi, sự độ dân hồ chi vậy. Tiếp tục nè. Còn 26 cá nữa. 26 cái nữa một lần sẽ là 5 cái nha. Đây là ăn lòng đèn ngập mạch luôn nè. Cái này ăn lòng đèn ngập mạch luôn nè. Có tiền. À, có tiền. Đó, có tiền. À, có tiền. Có tiền. Ai xúc. Có tiền. À, ai xúc. Ngon. Ai xúc. Ồ, một cái thân anh phù 20 tháng 10. Ok, tới chân gì cái. Dưới rồi. Dạ, trắng. Cho đồ. Tiếp tục. Túi này bán lửa quang. Tiếp tục này mới còn 22 cái nữa. Ăn được 28 cái rồi. Trời, mình không có pháo luôn em ơi. Đủ xanh. Má, mình nhỏ dữ ta. Đây là bán lửa bao. Để dựt đây. Thôi, giờ ngày 10 gì một hai số nó đang cần hàng phụ này. Còn gì nữa không? Rồi, để tí nữa anh cho, có thêm cái gì anh cho nữa. Ê, chết rồi. À, tôi phụ, mà thủ phụ mình chưa có. Rồi, ok, để tí. Rồi, nút tiếp. Như đây 30 lồng đèn, không có gì. Thí tinh. Tiếp tục đây mày. Quá nhỏ. Náo lực nực láo đây. Có rồi thì kiểu việc. Tiếp tục đây mày. Ai mua. Ai mua. Hai. Một cái anh em giao dịch nhanh. Đó, cái này được 1 kim 5 anh em. Chiều kháng muốn 1 kim 5 anh em. Một kim 5 giật nhanh. Tiếp tục. Cái gì đây? 1 phùng 30 ngày. À đâu. Ê đâu, đến 30 ngày luôn em. Đủ mà ngon vậy. Rồi, chiều mình mới mua 1 cái này mày. Mới cho gì cái giờ thêm 30 ngày nữa, quá ngon. Bạch chân đơn ngon lành. Nuốt luôn anh em. Mình còn 1 tí nữa. Bợ, trời ngon quá, ngon quá, ngon quá. Quân nghiệm ngon quá. Quất thủ, quất thủ. Quất thủ, tiếp tục anh em ơi. À, mình còn mười mấy cái nữa, 16 cái nữa thôi. Nuốt thiên cơ lệnh. Bí tịch mặt tật đâu? Bí tịch mặt tật đâu? Đủ chứ đâu là 13 cá nữa, 12 cá nữa. Thối phù, à ngon ngon. Gì đây, lệnh bài. Thế mà hắn lỡ bao. Còn 10 cá nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trời nhiều vậy. Đủ kiếm cái bí tịch mật tịch rồi với lại ba cái kia sao nó chua dữ ta. Lòng đen lòng đồ đâu. Đủ cái đen này thân hình phù nhiều gơ nha. Phi tóc thiên sơn bảo lộ và còn 6 cái rồi đem hết rồi. Đem mua hết rồi. Như đây nến lung linh lời rồi nến lung linh nữa lời kinh nghiệm khá nhiều luôn nè em ơi. Ba cái nữa hết rồi. Nem kia mình tính ra rồi tính anh em gì đây lại kháng tính ngon đủ xanh cho anh em độc mang luôn. ba ngày như đây đỉnh bài trời ơi không có một cái đèn luôn vãi lên không có một cái đèn cộng bí tịch luôn. À, được rồi tính ra nem kim khả tính rồi. À, dán xe bào này là kim 5 rương này khoảng 500 xu thôi. Hai kim với lại 11 bao này thì khoảng 1 kim 1 nữa là 3 kim 1 nè. Bao này 100 xu cũng bao thôi. 3 kim 1 là được có gì nữa. 3 kim 1 rồi. 3 kim 1 cái kháng tính này 200-300 xu rồi. 500 xu không tới 500 xu nữa các bạn cái này cho thôi. Ừ không có cái đèn nào luôn nè. Không có một cái đèn cả bí tịch luôn á. 3 kim 1 với lại cái 500 xu lúc nãy 500 triệu kinh nghiệm bạch chân đơn nè. Bạch chân đơn thì được khoảng 700 xu nữa. Là 3 kim 8 3 kim 8 với 2 viên thị tinh này được khoảng 400 xu. 4 kim 2 với 5 cái nến lung linh này thì được 250 xu. 4 kim rưỡi này chung là cũng không lỗi rồi nè, được kinh nghiệm không lỗi nha nè. 4 kim rưỡi rồi. Còn lại hai cái thân phù này tính ra trên kỳ các nó bán 1 tháng là cái này 1 tháng là 200 xu, nói chung là không yên thua. Rồi, nói chung là thời vô hạn bao nhiêu đây? Vô hạn 7 ngày, mấy này không yên thua. Nói chung là được 4 kim rưỡi lại nè, được 4 kim rưỡi lại. Có khả giao dịch về cho anh em đọc này không ai xài. Việc đâu ta? Việc online không cho nè. Gì? Chung là được 4 kim rưỡi nè, chung được 4 kim rưỡi. Lấy à khúc nút à, đồ sao đen dữ ta. Mình đang cả hai bên mà không có một cái đèn luôn nè, vãi cái lên. Ok, nói chung anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ Khải một like chia sẻ chơi nha. Nói chung là lời được kinh nghiệm khá nhiều chứ lỗ thì không lỗ gì mấy nè, lỗ tầm 500-700 xu thôi, không ok, không sao cả. Nói chung là ra đèn thì lời, không ra đèn thì chịu anh em ơi. Không đèn chịu thôi. Anh em xem đừng quên ủng hộ video này khớp trên kênh một like chia sẻ nha.